Em xin chào tất cả các anh cần thủ ạ. Quay trở lại video hôm nay, video 106 của kênh em nha các anh. Ngày 14 tháng 7, thì như lúc sáng em đã nói thì chiều hôm nay em sẽ tiếp tục lên một lô máy cho mình. Thì chiều hôm nay em sẽ lên cho mình máy bè nha các anh, máy ngang tay phải. Dạy nhỏ cho các anh câu bè nha. Rất là dễ thương nha các anh, nhỏ nhỏ xinh xinh. Và một vài con máy ngang tay phải cho các anh câu sông. Và bên này thì có một con máy lớn, mình có thể câu biển được nha các anh. Có thể câu biển, máy của hãng Daiwa. Và máy đứng thì em sẽ lên cho mình chủ yếu là máy hợp kim nguyên khối nha các anh. Và em cũng có vài con máy hàng. Máy hàng, máy Thái Lan xuất Nhật. Có một con máy size mini cho các anh câu tôm. Rất là dễ thương ạ. Câu tôm, câu giải trí đều được. Thì giá bên em báo là chưa bao gồm phí ship. Phí ship đối với mỗi đơn máy là 30.000 nha các anh. Các anh đặt hàng thanh toán trước cho bên em hoặc đặt từ hai sản phẩm trở lên thì bên em sẽ bao ship cho mình ạ. Các anh đặt hàng vui lòng liên hệ số điện thoại có ghim trên màn hình hoặc là các bạn Zalo với em qua số điện thoại 0933 111 365 ạ. Em xin phép lên con máy đầu tiên ạ. Máy đầu tiên nha các anh, máy của hãng Olympic Midgate 4DX. Nước sơn là sơn màu bạc nha các anh, sơn màu bạc. Thân là thân hợp kim. Này thân hợp kim. Miếng ốp này là miếng ốp carbon nha các anh, miếng ốp carbon cho mình, máy của hãng Olympic, hàng nội địa Nhật, made in Japan. Ngoại hình nó đây nha các anh. Đây. Có xây xước theo năm tháng nha. Một chiều chốt chặn cho mình. Hoạt động vẫn còn mượt nha các anh. Vẫn còn mượt. Hai chiều có tiếng kêu và hai chiều tắt tiếng nha các anh. Hoạt động êm mượt cho mình. Tình trạng máy đã kiểm tra hết rồi nha các anh. Bên em hàng bãi về thì chỉ có xây xước thôi. Còn máy thì vẫn hoạt động êm mượt cho mình. Mã số 1, giá 100k Olympic nha các anh. Mã số 1 ạ, giá 100k. Tiếp theo mã số 2. Máy của hãng Olympic, nước sơn màu xanh dương cho mình nha. Rất là sáng, rất là đẹp nha các anh. New Midgate No 3. Con này là hàng nội địa Nhật, made in Japan nha các anh. Nội địa Nhật cho mình ạ. Đây, máy của hãng Olympic. Hoạt động một chiều chốt chặn cho mình. Có sẵn cước cho mình luôn nha các anh. Mình về chỉ việc đi câu thôi ạ. Cước màu xanh luôn, hợp với màu máy luôn nha các anh. Một chiều, hai chiều. Rất là mượt ạ. Rất mượt cho mình ạ. Máy có mã số 2 nha các anh. Mã số 2, giá là 100k. Mã số 2 ạ, 100k nha các anh. Tiếp theo mã số 3. Máy ngang tay phải thì con này mình câu xong cũng được nha các anh. Câu xong cũng được. Máy của hãng Olympic, 2 Midgate No 2 nha các anh. No 2. Nước sơn là sơn màu đen. Màu đen ạ. Ốc đây nha các anh, ốc còn sáng đẹp cho mình luôn. Miếng này là miếng ốp da, rất là đẹp ạ. Thì dòng này cũng có chi cước nhưng mà không có con lăn nha các anh, không có con lăn. Chỉ chi cước qua cái này thôi. Đẹp cho mình nha các anh, hàng nội địa Nhật, made in Japan. Hoạt động của máy, một chiều chốt chặn đây ạ. Một chiều chốt chặn cho mình nha các anh. Rất là mượt. Dòng này sẽ có chi cước cho mình, hai chiều. Và hai chiều không có tiếng kêu. Hoạt động thì vẫn còn êm mượt nha các anh. Còn êm mượt cho mình ạ. Máy có mã số 3. Mã số 3 giá 200k. Mã số 3 nha các anh. Máy khoảng Olympic. Tiếp theo mã số 4. Dòng Daiwa nha các anh. Daiwa dòng C-Line No 22. Thì chỗ này là mình bị dính keo ạ. Dính keo nha các anh. Mình về mình vệ sinh giúp em nha. Máy khoảng Daiwa. Tay cầm còn sáng đẹp luôn ạ. Ốc còn sáng hết nha các anh. Ốc vít còn đẹp hết cho mình. Máy có sẵn dây cước luôn nha các anh. Sẵn cước cũng khá đầy luôn. Mình về chỉ việc đi câu thôi ạ. Một chiều chốt chặn. Bật tắt tiếng nha các anh. Tắt tiếng đây. Nó sẽ giảm bớt cái tiếng ồn nha. Giảm bớt tiếng ồn cho mình. Hai chiều. Hai chiều không có tiếng. Và hai chiều có tiếng. Có đầy đủ các chế độ cho mình nha các anh. Nó có hai cái nút này sẽ có đầy đủ chế độ cho mình ạ. Hoạt động của máy vẫn còn mượt mà nha các anh, rất là êm luôn. Máy có mã số 4, giá 220k. Mã số 4 ạ, 220k.
Tiếp theo mã số 5. Máy quản Shimano nha các anh, Super GT. Shimano hàng nội địa Nhật. Nội địa Nhật cho mình luôn ạ. Cái con này có thông số cước nằm vào được khoảng tầm 100 nha các anh. Cước nằm vào được 100. Nắm tay quay thì cán gỗ. Ngoại hình đây nha các anh, có trầy xước theo 5 tháng đây. Dòng này thì sẽ có con lăn chia cước cho mình nha các anh, còn sáng đẹp luôn ạ. Không có bị muối ăn nhiều nha các anh. Rất là đẹp. Hàng nội địa Nhật. Thì con máy này chạy bạc đạn nha các anh, chạy bạc đạn cho mình. Sẵn dây dù. Sẵn dây dù BE nha các anh. Một chiều chốt chặn. Rất là mượt ạ, có xả cước. Có xả cước luôn nha các anh. Con máy này không có chế độ bật tắt tiếng kêu rồi. Không có bật tắt tiếng kêu nha các anh. Đây, chỉ có xả cước đây. Sẵn dây dù BE. Thì một cuộn dây dù đã là 200 nghìn rồi nha các anh. Dây bên Nhật về luôn ạ. Máy có mã số 5, giá 320k. Mã số 5, 320k nha các anh. Shimano. Tiếp theo mã số 6. Máy của hãng Daiwa. Daiwa nha các anh. Thì dòng này mình câu xong, câu biển cũng được ạ. Câu biển cũng được. Máy có thông số cước 18 vào được 180, cước 20 vào được 160 nha các anh. Con máy này hàng nội địa Nhật cho mình luôn. Nội địa Nhật ạ. Ngoại hình đây nha các anh, có bị nổ sơn. Có nổ sơn hạt cát đây. Li ti đây nha các anh. Cũng không ảnh hưởng gì đến hoạt động của máy cả. Vẫn còn êm mượt cho mình. Nắm tay quay cán gỗ. Cầm rất là chắc tay nha các anh. Rất là to. Có chốt chặn một chiều. Bật tắt tiếng kêu đây ạ. Bật tắt tiếng kêu đây nha các anh. Nó sẽ giảm cái tiếng ồn cho mình. Và xả cước. Đây nha các anh. Ngoại hình thì cũng còn được nha các anh, cũng không đến nỗi nào, vẫn còn đẹp. Máy có mã số 6, giá là 350k. Mã số 6 nha các anh, mình câu xong câu biển đều được. Máy khoảng đai qua, giá 350k. Tiếp theo mã số 7, em xin phép lên máy đứng ạ. Máy đứng nha các anh. Con máy đầu tiên Profit, máy khoảng Diamond. Diamond nha các anh, dòng Profit SS. Xe thực của máy khoảng tầm 2.000. Con này là hàng Korea nha các anh, Korea xuất Nhật. Thân máy là thân carbon. Cối carbon luôn ạ. Cối carbon luôn nha các anh. Mô bin sóng. Và cước. Lăn cước của nó đây ạ. Màu hơi tối nhưng bên trong vẫn sáng nha các anh. Sáng đẹp, hoạt động trơn tru cho mình. Ra dây rất là êm. Máy có radio là 4.7 nha các anh. Chạy 2 bạc đạn. Máy chạy 2 bạc đạn. Thông số cước, cước 2 vào được 150. Tay quay mình đổi trái phải đều được nha các anh. Size 2000. Thích hợp cho các anh lưu đơn nha. Lưu đơn cầu ISO. 1 chiều, 2 chiều. Hoạt động ok cho mình nha các anh. Mượt mà. Máy có mã số 7, giá 190k. Mã số 7 nha các anh, 190k ạ. À. Tiếp theo mã số 8, em sẽ lên cho mình một con máy mini cho các anh câu tôm nha, câu tôm, câu cá nhỏ. Câu vặt nha các anh. Đây, máy Grander Mini Spin 700. Xe thực của máy khoảng tầm 700 nha các anh, hàng Korea xuất Nhật. Thân máy là thân carbon, cối kim loại. Cối kim loại nha các anh. Mô bin sóng. Gạt cước. Lăn cước đây ạ. À. Sáng đẹp nha các anh. Còn sáng còn đẹp cho mình luôn, sáng bóng luôn ạ. À. Ra dây rất là êm nha các anh. Trơn tru. Máy này có thông số cước. Máy không ghi thông số cước nha các anh. Ratio của máy cũng cao, tầm 5.2. Ratio 5.2 đây ạ. À. Tay quay mình đổi trái phải đều được. Ngoại hình đây nha các anh. Đây. Đít thì có chạy xước nhẹ, cũng không ảnh hưởng gì lắm nha các anh. Xước sơn thôi ạ. À. Nước sơn của con máy này là màu vàng gold nha các anh. Vàng gold, nhìn rất là đẹp. Ốc vít còn sáng đẹp hết cho mình ạ. À. Hoạt động của máy, một chiều, chốt chặn đây nha các anh. Một chiều có chốt chặn.
hai chiều. Cho các anh mình câu tôm, câu tôm, câu cá nhỏ, sưu tầm đều được ạ. Một chiều, hai chiều, êm mượt cho mình nha các anh. Máy có mã số 8, giá 190k. Mã số 8 ạ, 190k nha các anh. Tiếp theo mã số 9, Daiwa Printer X1500T. Size thực của máy khoảng tầm 2000 cho mình. Tầm 1500 đến 2000 nha các anh. Hàng Thái Lan xuất Nhật. Thân máy carbon, cối kim loại, lưỡi gà đầy đủ, mô bin sóng, gạt cước, con nhạy nha các anh, rất là nhạy. Lăn cước đây, ray dây êm cho mình nha. Sáng đẹp, không có bị chảy xước gì hết nha các anh. Bên ngoài thì dính bụi thôi ạ. Chủ yếu là ở phần cối nha các anh. Ở phần cối thì nó có bị chóp sơn đây, cũng không ảnh hưởng gì đến hoạt động của máy cả. Đây nha các anh. Máy có thông số cước 1.5 vào được 130, cước 2 vào được 100. Chạy bạc đạn nha các anh. Chạy bạc đạn cho mình tải cá khỏe hơn. Một chiều chốt chặn. Tay quay mình đổi trái phải đều được ạ. Hoạt động êm mượt nha các anh. Rất là mượt. Hai chiều. Những dòng này thì mình lua đơn là hết sảy nha các anh. Một chiều, hai chiều đều rất là mượt. Máy có mã số 9, giá 300k. Mã số 9 nha các anh. Giá 300k ạ. Dòng đa qua. Tiếp theo mã số 10. Em sẽ lên cho mình một con máy cổ nha các anh. Máy cổ Strong 730. Thì sản thuật của máy khoảng tầm 1000, tầm 1000 nha các anh, hàng Korea xuất Nhật. Thân máy là thân hợp kim. Thân hợp kim miếng ốp carbon nha các anh. Cối mũ cho mình, mô bin sóng, gạt cước, còn nhạy nha các anh, phần lăn cước của nó đây, chỗ ray dây của nó đây nha các anh, còn hoạt động bình thường, hoạt động tốt cho mình. Cái con máy này không có ghi thông số nha các anh, không ghi thông số gì hết ạ, size 1000, tay quay chỉ dùng được bên phải nha các anh, không đổi được sang bên trái. Thích hợp cho các anh mình câu cá suối nha, câu cá suối. Sưu tầm cũng được ạ. Rất là mượt nha các, hoạt động cực kỳ mượt luôn ạ. Có chốt chặn một chiều đầy đủ, hai chiều. Hoạt động êm mượt cho mình nha các. Các mình sưu tầm nha. Máy có mã số 10, giá 120k. Mã số 10 nha các. 120k ạ, cũng không xước xát gì nhiều hết ạ, vẫn còn đẹp. Tiếp theo mã số 11. Daiwa nha các, Daiwa 900. Carbon Sport. Thì size thực của máy khoảng tầm 2000, tầm 2000, hàng Taiwan, Taiwan xuất Nhật. Thân máy là thân carbon, cối mũ, mô bin sóng ạ. Gạt cước còn nhạy nha các anh, còn rất là nhạy. Thì cái phần gạt cước đây có bị xây xước nhẹ nha các anh, chóc sơn do vận chuyển về. Còn lăn cước đây ạ. Sáng đẹp cho mình, ray dây êm nha các anh, ray dây bình thường, hoạt động tốt. Thì máy có thông số cước 2 vào được 220, cước 3 vào được 150 và cước 4 vào được 100 ạ. Tay quay mình đổi trái phải đều được nha các anh. Trái phải đều được. Một chiều chốt chặn. Một chiều có chốt chặn nha các anh. Đây ạ. À, hoạt động tốt cho mình nha, hai chiều. Thì tiếng kêu này là do thiếu dầu mỡ nha các anh. Mình sẽ quay xong mình sẽ thêm dầu mỡ cho mình nha. Một chiều, hai chiều, hoạt động còn êm mượt. Máy có mã số 11 nha các anh. Giá 200k. Mã 11 ạ, 200k. Daiwa. Tiếp theo mã số 12. Bon 21 Fishing and Phone. Size thực của máy khoảng tầm 3000 nha các anh. Tầm 3000, hàng Korea xuất Nhật. Thân máy là thân hợp kim. Thân hợp kim miếng ốp carbon nha các anh, cối mũ, mô bin sóng, gạt cước, lăn cước đây ạ. Hơi ngã màu nha các anh, hơi ngã màu nhưng mà vẫn còn hoạt động tốt. Ray dây bình thường, êm cho mình nha. Máy có ratio là 4.6 ạ. Ratio 4.6, không ghi thông số cước nha các anh. Thì con máy này mình đổi tay trái phải đều được. Một chiều, chốt chặn cho mình đây ạ. Hoạt động mượt nha các anh, rất là mượt. Hoạt động còn êm. Tay quay đổ trái phải cũng được ạ. Hai chiều.
một chiều hai chiều đều hoạt động tốt ạ. Mã số 12 nha các anh, giá là 300k. Mã số 12 ạ, giá 300k. Tiếp theo mã số 13. Mã số 13 Super Beat Dress FO 1000 nha các anh. Size thực của máy khoảng tầm 3000 cho mình. Cái máy này là của hàng của Olympic ạ. Hãng Olympic nha các anh, size thực 3000. Hàng Korea xuất Nhật. Thân máy là carbon, cối là cối mũ. Mô bin sóng. Gạt cước nhạy nha các anh, còn rất là nhạy. Lăn cước đây ạ, dính bụi thôi, dính bụi nha các anh. Mình về vệ sinh thì hoạt động trơn tru cho mình nha. Các anh nào mình kỹ hơn thì mình lấy giấy nhám chà thêm nha các anh. Đây ạ, hoạt động tốt cho mình. Máy chạy hai bạc đạn, hai bomber ring nha các anh, hỗ trợ mình tải cá khỏe hơn. Cước 4 vào được 200, cước 5 vào được 150. Tay quay đổi trái phải đều được nha các anh. Hoạt động của máy thì rất là êm mượt luôn ạ. Một chiều chốt chặn, rất là mượt nha các anh. Lùa lóc là hết sảy luôn ạ. Cực kỳ mượt cho mình. Cái máy này nhược điểm của nó là phần tay quay đây nha các anh. Nó bị rớt cái núm cầm cho mình rồi. Các anh mình có thể về độ lại nha. Mình chế tay quay khác nha các anh. Máy mã số 13, giá 220k. Mã số 13 ạ, 220k nha các anh. Rất là đẹp. Tiếp theo mã số 14, em sẽ lên cho mình một con Liberty 4000, dòng China nha các anh, China xuất Nhật. Thân máy là thân carbon, cối kim loại. Lưỡi gà kêu to, lưỡi gà kêu to nha các anh. Mô bin sóng. Gạt cước vẫn còn rất là nhạy luôn ạ. Lăn cước đây nha các anh. Bên trong sáng, bên trong sáng đẹp nha. Chỉ là dính bụi thôi nên mình thấy hơi cũ một tí nha các anh. Đây ạ, ốc vít còn sáng đẹp hết cho mình. Ngoại hình của máy cũng còn đẹp nha các anh, cũng không có bị chảy xước gì nhiều. Nước sơn là màu xám. Hoạt động một chiều, một chiều có thắng ABS nha các anh. Thì khi mà mình quay thì nó rất là mượt, mà khi mà mình thả ra nó dừng, nó sẽ dừng nhanh nha các anh, dừng nhanh, không có giữ được lâu. Đây ạ, hai chiều. Hoạt động thì vẫn còn mượt, mượt nha các anh. Máy cước 5 vào được 200, cước 6 vào được 150. Mã là mã số 14 nha các anh, mã số 14 giá 420k. Mã số 14 ạ. 420k. Tiếp theo mã số 15. Thì hôm nay em về được thêm một con Daiwa Tonoman nha các anh. Đây, con này thì size của nó tầm 3000. Tầm 3000 ạ. Hàng nội địa Nhật luôn nha các anh, Japan. Thân máy là thân carbon, cối kim loại. Lưỡi gà kêu đầy đủ cho mình. Mô bin sóng nha các anh. Mô bin sóng. Gạt cước đây ạ, à, vẫn còn rất là nhạy. Lăn cước nha các anh, sáng bóng luôn, sáng bóng luôn ạ. À, ra dây trơn tru nha các anh, có cái ấy chi cho mình. Con này cái cố của nó cũng có bị chày xước nhưng mà vẫn còn đẹp nha các anh. Vẫn còn thấy được ratio 5.3, ratio là 5.3 ạ. À, có chày xước theo năm tháng nha các anh. Đây, xước những chỗ như phần đít đây. Nước sơn là màu kem nha các anh, màu kem sữa, rất là đẹp. Nắm tay quay cán gỗ, một chiều chốt chặn, rất là mượt luôn ạ. Hai chiều đây nha các anh, hai chiều. Hoạt động vẫn còn tốt cho mình. Thì anh em nào dùng dòng này rồi sẽ biết nha. Con này có cốt trợ lực bên trong, có cốt trợ lực cho mình ạ. Em mời các anh xem. Đây nha các anh, có cốt trợ lực cho mình. Con này có mã là mã số 15 nha các anh, giá 750k. Mã số 15 ạ, giá 750k.
Tiếp theo ạ, mã số 16, Daiwa Spotlight ST4000 nha các anh. Dòng này size của nó khoảng tầm 6.000, 6 đến 7.000 cho mình. Hàng nội địa Nhật, Japan nha các anh. Thân máy là thân hợp kim, cối hợp kim. Mô bin sóng này ạ. Gạt cước, lăng cước đây nha các anh. Bên trong sáng đẹp cho mình luôn ạ. Cái máy có thông số cước 3 vào được 280, cước 4 vào được 200 và cước 5 vào được 150 ạ. Đai quay nha các anh. Tay quay mình đổi trái phải đều được. Máy chạy bạc đạn, một chiều, có chốt chặn đây ạ. Full hợp kim nha các anh. Mình sẽ tải cá khỏe cho mình. Size này thì thích hợp cho các anh con lục, con sông. Đánh tra cũng được nha các anh. Đánh tra cầu biển, cầu bạo lực đều được ạ. Hai chiều, hoạt động tốt cho mình nha các anh. Máy có mã là mã số 16, giá 800k. Mã 16, giá 800k ạ. Tiếp theo mã số 17, Olympic dòng Let's Go 300 nha các anh. Size thực của máy khoảng tầm 5.000, tầm 4 đến 5.000 ạ. Hàng nội địa Nhật. Thân máy là thân hợp kim, cối hợp kim luôn nha các anh. Mô bin sóng, gạt cước, lăng cước đây. Sáng bóng luôn nha các anh, sáng tinh luôn. Ra dây trơn tru cho mình. Cái con máy này không có thông số, không ghi thông số nha các anh. Phần cối này thì chắc chủ cũ đã câu rất nhiều cá nên là mới có xây xước như này. Xây xước thêm 5 tháng như này nha các anh. Đây ạ. Chắc được sử dụng rất là nhiều. Đây nha các anh. Đây là mới xây xước như này. Một chiều, chốt chặn cho mình. Tay quay đổi trái phải đều được nha các anh. Rất là khỏe luôn ạ. Câu xong thoải mái nha các anh. Câu xong thoải mái luôn. Phải cá khỉ cho mình luôn. Máy chạy hai bạc đạn nha các anh. Máy nhôm chạy hai bạc đạn. Tải cá bao khỉ luôn nha các anh. Một chiều đây. Một chiều chốt chặn. Một chiều, hai chiều đều rất là mượt ạ. Máy có mã số 17, giá 400k. Mã 17 nha các anh. Giá 400k ạ. Tiếp theo mã số 18. Mã số 18, Kenco Spinit. Thì size thực của máy khoảng tầm 4.000 nha các anh. Hàng nội địa Nhật cho mình, Japan. Thân máy là thân hợp kim, cối hợp kim luôn ạ. Mô bin sóng nha các anh. Do để lâu thì nó cũng hơi cứng một tí, nhưng mà mô bin sóng cho mình. Gạt cước rất là nhạy ạ. Lăng cước đây nha các anh. Lăng cước này bên trong có bị oxy hóa nhẹ nha, có bị muối ăn nhẹ đây ạ. Mình về mình lấy giấy nhám mình chà giúp em nha. Đây ạ, cái này thì mình có thể bảo dưỡng được. Máy không ghi thông số nha các anh. Không ghi thông số. Đây, phần đuôi máy như này nha các anh. Thiết kế rất là đẹp, như một chiếc thuyền. Đây ạ, rất là đẹp ạ. Mình về mình bảo dưỡng vệ sinh nữa thì sáng bóng cho mình luôn nha các anh. Rất là đẹp luôn ạ. Một chiều, chốt chặn. Tay quay đổi trái phải đều được nha các anh. Size 4.000 thì mình câu nhiều thể loại nha. Chạy rất là mượt luôn ạ. Hai chiều, hoạt động tốt cho mình nha các anh. Một chiều, hai chiều hoạt động vẫn còn tốt. Máy có mã số 18, giá 300k. Mã 18, giá 300k ạ. Tiếp theo mã số 19, Shimano Mid-Jet. Size thực của máy khoảng tầm 5.000, tầm 5.000 cho mình. Hàng nội địa Nhật nha các anh. Japan, thân máy là thân hợp kim, cối mũ, mô bin sóng. Gạt cước còn nhạy nha các anh. Gạt cước còn sáng còn đẹp luôn ạ. Lăng cước bên trong đây. Bên trong đây thì người ta đã cạo nha các anh. Đã cạo, cạo bớt một phần bị muối ăn. Phần này mình về mình lấy giấy nhám mình chà thêm ạ. Chà. Máy có thông số cước, cước 3 vào được 400, cước 4 vào được 325 nha các anh. 325, Shimano Mid-Jet. Ngoại hình nước sơn màu đen nha các anh. Phần này thì có bị chóc sơn. Chóc sơn này ạ.
mình về có thể sơn lại cho đẹp hơn nha các. Một chiều chốt chặn cho mình rất là khỏe luôn ạ, rất khỏe nha các, rất êm mượt. Hai chiều, một chiều hai chiều đều hoạt động tốt cho mình nha. Máy có mã số 19, giá 370k, mã số 19 ạ, 370k. Tiếp theo mã số 20, Daiwa nha các, dòng XT1500, size thuộc của máy khoảng tầm 5.000 cho mình, hàng nội địa Nhật, Japan nha các. Thân máy là thân hợp kim, cối hợp kim luôn ạ. Mô pin sóng, gạt cước còn nhạy nha các, rất là chắc chắn. Đây phần gạt cước đây, sáng bóng còn đẹp cho mình. Đang cước bên trong đây nha các, sáng tinh luôn ạ, sáng bóng cho mình nha, ra dây êm mượt cho mình nha các. Máy có thông số cước 4 vào được 280, cước 5 vào được 220. Tay quay mình đổi trái phải đều được nha các. Nước sơn màu bạc, màu bạc ạ. Đây có chày xước phần đít theo năm tháng đây nha các. Ốc còn sáng còn đẹp cho mình. Một chiều có chốt chặn một chiều, hai chiều đây ạ, hoạt động tốt nha các, vẫn còn rất là tốt, êm mượt. Máy có mã số 20, giá 470k, mã số 20, 470k ạ. Tiếp theo mã số 21, Olympic dòng Golden Cup nha các, G47. Thì size thuộc của máy khoảng tầm 6-7.000 cho mình, size lớn nha các, thích hợp đánh tre. Câu biển, câu bạo lực đều được luôn ạ. Olympic nha các, thân là thân hợp kim, cối hợp kim luôn. Những dòng này là hàng nội địa Nhật cho mình hết nha các, nội địa Nhật hết. Mô pin sóng, gạt cước rất là nhạy, còn chắc chắn lắm nha các, rất là nhạy cho mình. Lan cước đây ạ, bên trong sáng luôn ạ, sáng luôn nha các. Bị oxy hóa chảy xước phần bên ngoài thôi, bên trong lan cước ra dây vẫn còn êm mượt. Máy chạy hai bạc đạn ạ, hai bạc đạn nha các, câu xong thoải mái luôn, thoải mái luôn ạ. Tải cá rất là khỏe nha các, những dòng này câu biển câu bạo lực ok luôn. Hai chiều đây ạ, một chiều hai chiều đều hoạt động tốt nha các, rất là mượt cho mình. Máy có mã số 21, giá 450k, mã số 21 nha các, 450k ạ. Tiếp theo mã số 22, Daiwa nha các, Daiwa dòng Silverlight 3000, size thật của máy khoảng tầm 7000, tầm 7000 nha các, 6-7000, hàng nội địa Nhật. Thân máy hợp kim, cối hợp kim. Mô pin sóng ạ, gạt cước, lan cước đây nha các anh. Đây lan cước thì bên Nhật người ta về sau em bán cho mình như vậy nha. Đây ạ, em không có làm lại hay gì hết nha các anh. Đây nha các anh, dây mượt cho mình. Máy có radio là 4.7 nha các anh. Thông số cước, cước 5 vào được 385, cước 6 vào được 310. Tay quay mình đổi trái phải đều được nha các anh. Nước sơn là sơn màu bạc, nhưng mà có bị chày xước đây ạ, chày xước nha các. Có bị muối ăn thì chắc là chủ cũ cũng câu nhiều cá lắm ạ. Này nha các, đi câu nhiều lắm thì nó mới bị xước như này. Một chiều chốt chặn cho mình, rất là mượt luôn ạ. Hai chiều, rất nhẹ rất mượt nha các, hoạt động vẫn còn tốt luôn. Mã số là mã 22, giá 400k, mã số 22 ạ, giá 400k nha các anh. Tiếp theo mã số 23, Daiwa Sport Nova, thì size thuộc của máy khoảng tầm 7-8.000 cho mình nha, hàng nội địa Nhật ạ. Full hợp kim, thân hợp kim, cối hợp kim. Mô pin là mô pin sóng, gạt cước, lan cước đây, tất cả còn hoạt động tốt nha các anh. Lan cước sáng đẹp, gạt cước còn nhạy, vẫn còn sáng nha các anh. Thì con này nó bị rớt mất cái tem trên cối nha các anh. Con máy này chạy cho mình là ba bạc đạn nha các anh. Tay quay mình đổi trái phải đều được. Một chiều,
rất là khỏe nha canh. Cho các mình câu biển nha, câu biển săn hàng, câu cá lớn hai chiều ạ. Hoạt động vẫn còn tốt cho mình. Mã số là mã 23 nha canh, giá là 450k. Mã số 23 ạ, giá 450k. Tiếp theo mã số 24, máy của hãng Olympic nha canh, Olympic dòng Horizon No 1. Thì sơ thuật của máy khoảng tầm 6-7 nghìn cho mình nha canh. Hàng nội địa Nhật, full là hợp kim luôn, full hợp kim luôn, thân hợp kim, cối hợp kim cho mình. Mô bin sóng nha canh, mô bin sóng gạt trước đây thì nó hơi ấy một tí, thì lấy em sẽ thêm dầu nha canh, hoạt động sẽ êm mượt liền cho mình. Lan cước đây ạ, có cái vòm che nha canh, lan cước bên trong vẫn còn hoạt động tốt nha, sáng đẹp cho mình ạ. Thì con này có sẵn dây dù BE cho mình, cũng còn khá đầy nha canh, khá đầy dây dù bãi về luôn ạ, bên Nhật về luôn nha canh. Thì máy có thông số cước 3 vào được 400, cước 4 vào được 300 và cước 5 vào được 250. Hãng Olympic nha canh, ratio cũng cao, 5.1 ạ. Ratio 5.1. Tay quay mình đổi trái phải đều được. Một chiều. Có chốt chặn một chiều. Thì con máy này chạy 3 bomber ring nha canh, chạy 3 bạc đạn cho mình. Size này chắc cũng phải tầm 10.000 nha canh, tầm 90.000 ạ. Rất là lớn. Câu biển, câu bạo lực, hết sảy luôn ạ. Một chiều, hai chiều đều hoạt động êm mượt nha canh. Thì đây, hàng bãi về nên tình trạng như này em báo rõ cho mình nha. Phần tay quay với lại phần gạt đây cũng có bị xước sơn nha canh, không đáng kể lắm. Thì các mình không quan tâm đến ngoại hình thì lấy máy này về câu nha canh, rất là khỏe, rất là khỏe luôn ạ. Máy có mã số 24, giá 500k. Mã số 24 ạ, 500k nha canh, Olympic. Tiếp theo mã số 25, Daiwa Printer ST 5000 nha canh. Size thực của máy khoảng tầm 6-7 nghìn cho mình. Hàng nội địa Nhật, thân hợp kim, cối hợp kim, một bình sóng nha canh, gạt cước đây, nhạy ạ, còn rất là nhạy, sáng bóng đẹp cho mình luôn nha canh. Lan cước bên trong sáng đẹp, không có gì để bàn cãi hết. Đây nha canh, ngoại hình cũng có xước dăm vài chỗ đây, không ảnh hưởng đến hoạt động của máy nha canh. Đây, phần đít cũng có chày xước nhẹ. Máy có thông số cước 5 vào được 400, cước 6 vào được 320. Hãng Daiwa nha canh, có chày xước phần cối như này. Một chiều, chốt chặn cho mình. Rất là khỏe nha canh. Tay quay mình đổi trái phải đều được ạ. Hai chiều, thì dòng máy nhôm sẽ có tiếng kêu như này nha các. Một chiều, hai chiều đều hoạt động tốt cho mình. Máy có mã số là mã 25, giá 500k nha các. Mã 25 ạ, 500k. Nước sơn màu bạc, rất là đẹp. Đẹp nha các. Đã qua. Cuối cùng, mã số 26, Daiwa GS 5000 nha canh. Size thực của máy khoảng tầm 6.000. Hàng Taiwan xuất Nhật cho mình. Thân máy là thân carbon, cối mũ, mô bin sóng, gạt cước đây ạ, à, còn rất là nhạy nha canh, còn nhạy cho mình. Lan cước bên trong, màu hơi tối nhưng mà còn sáng nha canh, còn sáng, hoạt động tốt, ra dây êm cho mình nha, ra dây trơn tru ạ. À. Máy có thông số cước 8 vào được 200, em xin lỗi, thông số cước 5 vào được 250, cước 6 vào được 200 và cước 7 vào được 170 nha canh. Máy của Daiwa. Daiwa ạ, tay quay mình đổi trái phải đều được. Nắm tay quay đây nha canh, cán gỗ cầm rất là chắc tay luôn ạ, rất là to. Một chiều, chốt chặn cho mình. Hai chiều. Size này thì các mình câu biển cũng được nha canh, câu biển, câu cá lớn cũng được ạ.
Máy có mã số 26, giá 650k. Mã 26 nha các anh, 650k ạ. Em cảm ơn các anh đã xem hết video của em. Thấy hay thì cho em một lượt like, một lượt đăng ký nha các anh. Và cho em xin một lượt chia sẻ kênh nha. Và cũng đừng quên bật chuông để không bỏ lỡ những video mới của em. Thì một ngày em sẽ lên đều đặn cho mình 1 đến 2 video nha các anh, cho các anh mình có nhiều mẫu mã tham khảo ạ. Em chào các anh.